Em mình chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like, lượt đăng ký kênh với màu đỏ ạ. Hôm nay mới nhất là ngày 8 tháng 4 năm 2021, em mình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe sedan hạng D mà giá chỉ có trên 500 triệu, gần 600 triệu thôi các bác. Nó có rất nhiều số năm các bác nhá. Thì xin giới thiệu với tất cả mọi người đây, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.5, xe được sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển tỉnh. Chiếc xe này mang biển số ở Hải Phòng mọi người nhá. Bên em hiện tại đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Thế do vậy là bác nào mua thì chúng ta về chỉ việc 2% thuế sang tên là xong thôi. Em bật mí luôn cho các bác về giá bán để cho chúng ta đỡ phải tò mò. Em nói giá ra, bác nào nếu cảm thấy cao quá thì mong các bạn, tất cả các bác chúng ta thông cảm là giá còn thương lượng và giá còn linh động mọi người ạ. 580 triệu cho một chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.5 số tự động, xe được sản xuất 2015. Quá đẹp đúng không các bác? Mà nó quá hợp lý rồi. Thì bây giờ nó đẹp ở cái gì, hợp lý ở cái gì thì xin mời tất cả các bác chúng ta đi vào chi tiết chiếc xe này ạ. Thì như mọi người cũng được nhìn thấy, trước mắt các bác đây là một chiếc xe Mazda 6 phiên bản động cơ 2.5. Xe được sản xuất vào năm 2015, tên tư nhân biển tỉnh. Xe em đã rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Cùng phân khúc với những chiếc xe Mazda 6 như này thì có Toyota Camry này, Honda Accord, Kia Optima, Hyundai Sonata và Nissan Terna. Thì Mazda 6 là một trong những cái dòng xe cũng ăn khách của thị trường Việt Nam. Nhưng mà để mới so với các đối thủ thì Mazda 6 không thể nào đẳng cấp bằng các đối thủ đặc trưng nhất, đó là Toyota Camry. Nhưng với cái tầm tiền bây giờ chỉ có 580 triệu, giá vẫn còn thương lượng và linh động một chút nữa thôi các bác ạ. Chúng ta đã chạm tay vào một chiếc xe phân khúc hạng D. Nói có khi hơi quá thì mong các bác thông cảm, đó là tội gì mua Vios mới bây giờ. Hơn 600 triệu các bác trải nghiệm đi. Hãy trải nghiệm đi. Nó mang trên mình một cái khối động cơ 2.5 mà xe của Mazda là của Nhật, thì các bác đừng có lo về vấn đề là nhiên liệu. Chúng ta mua thì các bác, chúng ta mua đi trải nghiệm. Còn về chất lượng xe thì em xin hứa và cam kết nói chân thành với các bác là em mình không bán xe lỗi và không bán xe em đụng ngập nước. Có lỗi ở đâu hay là có như thế nào là cũng xin chia sẻ thẳng với các bác luôn. Nên là vấn đề chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm ở em mình. Bây giờ em xin phép các bác là em quay qua một chút cái phần nội thất. Sau đó em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận để cho chúng ta nắm rõ hơn về chiếc xe này. Các bác ở xa hoàn toàn có thể tin tưởng mọi người nhá. Em tả rất chuẩn, rất là chuẩn cho tất cả các bác chúng ta, để chúng ta đi xem xe nó đỡ mất thời gian. Đầu tiên các bác có thể nhìn thấy về cái khoang hàng ghế thứ hai đây. Nó là một chiếc xe phân khúc hạng D, do vậy là nó rất là rộng. Hùng vào trong ngồi đi, ngồi đằng sau đi. Ngồi xuống. Em ngồi xuống. Đây là một cậu em mà chỉ có hơn 50 cân thôi nhưng mà ngồi như lọt thỏm luôn, bỏ bệ tí tay xuống em. Chúng ta mua đi các bác, mua để trải nghiệm. Đừng có sợ nó thế nọ hay là nó thế kia cả. Bọn em bán xe là phải có uy tín các bác ạ. Mình bán nhiều chứ không phải là bán một chiếc hai chiếc đâu. Mình bán còn bán cả đời mà mọi người. Về option của xe thì mọi người cũng được biết nó rất là nhiều option. Ví dụ đầu tiên đó là cửa sổ trời. Thứ hai đó là chống trơn trượt này, i-stop này, nhiều thứ lắm mọi người ạ. Nói chung là đi đến đâu thì em sẽ chia sẻ cho mọi người đến đó. Đây là nội thất, hoàn toàn là nội thất màu đen mọi người nhá. Về công tơ, cái xe này là đang hiện tại là 5.8 vạn. Còn chúng ta tin hay không tin thì chúng ta cứ lên thực tế để chúng ta kiểm tra xe và so sánh. Có nhiều bác có nói với em rằng là đời 2017 rồi chạy 4 vạn ít thế. Thì xin thưa với các bác rằng là thế bây giờ những chiếc xe chạy nhiều thì bắt buộc nó phải là chạy ít thì không được. Quan điểm của em là như vậy. Còn bây giờ chúng ta cứ ngồi ở nhà, chúng ta không xem xe, chúng ta không so sánh giữa xe này của người kia, so sánh xe của người khác thì chúng ta không mua xe đâu mọi người ạ. Đấy là, còn về vấn đề thị trường thì em cũng xin chia sẻ thêm cho mọi người là như này nhá. Với tất cả các dòng xe cũ mà rao bán trên thị trường, các bác cứ chọn những chiếc xe nào đắt nhất thì chúng ta xem. Tại sao em lại nói như vậy? Tại vì những chiếc xe mà người ta chào bán đắt nhất là những chiếc xe chất. Đó là quan điểm cá nhân của em là như vậy. Của rẻ là của ô rồi mọi người. Cái quan trọng là nói thì hơi quá, mong các bác thông cảm. Đây, tiếp tục là phần tablo. Mọi người có thể nhìn thấy này, một chiếc xe phân khúc xe hạng D đến từ Mazda.
option là đầy đủ, từ màn hình cảm ứng này, đề nổ start stop, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cảm biến trước sau đầy đủ, vị trí nhớ ghế, hộp số tự động. Mọi người có thể nhìn thấy đây, từ cái phanh tay nó còn khá là đẹp như này, hay là cái vô lăng cũng vậy thôi, không hề có cái chuyện là bị bong chóc hay là bị mòn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nhá. À, Hùng ơi, Hùng mở nắp động cơ ra. À, với chiếc xe phiên bản 2.5 này thì bên về cái ghế phụ này cũng được trang bị là ghế lái, ghế chỉnh điện mọi người nhá. Còn về vấn đề keo chỉ cột kèo như thế này thì xin phép các bác là em bỏ qua đi, cho đỡ mất thời gian của cả hai bên. Đây là phần táp ly cửa phụ, chúng ta có thể nhìn thấy còn tươi đẹp. Loa là trang bị hệ thống loa Bose mọi người nhá. Âm thanh thì mọi người biết rồi, hệ thống loa Bose rất là tuyệt vời rồi. Chiếc xe mang trên mình một cái khối động cơ 2.5. Em quay luôn cho các bác từ con ốc cabo có thể nhìn thấy đây. Bác nào chốt sớm thì alo cho em Bình nhá, 0968 831 280. Em cam kết cho các bác là lên xem xe không có lỗi đâu ạ. Ốc chân máy mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó. Răng ngang, răng dọc. Không có gì phải che giấu các bác à. Đây, động khối động cơ đây. Máy đang nổ. Ốc cabo bên này đây mọi người. Rồi, Hùng đóng lại đi. Mọi người có thể nhìn thấy đây, xe được trang bị đèn bi cầu lồi này, đèn bi cầu lồi xenon và hệ thống rửa đèn pha, cảm biến trước, đèn gầm, độ đèn led. À, xe này hình led này là led nguyên bản theo xe. Cái la răng này là la răng gang đúc màu trắng nguyên bản cũng theo xe. Bác nào thích thì chúng ta về chúng ta độ sơn màu đen lên cũng khá là đẹp. Đẹp quá mọi người ạ, hơn gần 600 triệu. Đừng chê nó là đời sâu mọi người nhá, đừng chê Mazda 6. Chả qua là nó đi không thích bằng Camry thôi. Còn chúng ta mua, các bác nào đang muốn mua Vios thì nên cân đối chiếc xe này đi mọi người. Nó nhiều thứ hay lắm. Nó nhiều thứ hay lắm, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đăng kiểm với phí đường bộ là còn đến tháng 5 năm 2022. Xe là gốc biển ở 15A18504. Xe em đã cho rút hồ sơ rồi các bác nhá. Nên là chúng ta mua về cứ thế là sang tên thôi. Các bác nào ở Hải Phòng chắc chắn rồi, Hải Phòng là không lòng vòng, thích là múc mọi người ạ. Đây là phần đuôi xe mọi người thấy đây, đèn là đèn zin nguyên bản theo xe này, Mazda 6, cốp, lốp sơ cua, đồ kích lốp, tất cả mọi thứ là vẫn còn nguyên bản mọi người nhá. Vẫn còn nguyên bản. Bây giờ em xin phép là mời các bác chúng ta lên trên xe trải nghiệm một vòng. Hùng ơi, bỏ điện thoại đi, ngồi sau để quay cho anh. Đây. Đây, Hùng ngồi sau đi, quay cho anh để anh lái thử cho mọi người xem một vòng. Các bác đợi em xíu nhá. Rồi, ok. Lên xe. Xe có 3 vị trí nhớ ghế. Rồi. Rồi à? Đây, mic kẹp vào đây rồi. Kẹp vào đâu? Được chưa? Làm sao để thấy anh với lại thấy đây? Chưa? Chạy dây đi. Đang chạy mà. Chạy đối gì? Đó, xin mời các bác là chúng ta trải nghiệm một vòng nhá. Em bật điều hòa hơi to. Camera lùi này mọi người có thể nhìn thấy này, nét này. Cảm biến trước, cảm biến sau này. Ngồi thì em 80 cân, nói chung là xe D này thì là rộng rãi rồi. Hệ thống gầm của con xe này thì mọi người biết rồi. À, hơn 5 vạn thì nó còn mới mà. Thì các bác cứ cho bảo là em tời em tua đi chăng nữa thì cứ cho là 8 vạn đi chăng nữa thì nó vẫn còn là mới. Thật sự là nó vẫn còn là mới. Đây, mọi người có thể nhìn thấy tổng thể nội thất đây. Rất đẹp, rất đẹp và cuốn hút. Cái quan trọng là chúng ta đi, chúng ta cảm nhận này. Với cái tầm tiền gần 600, các bác sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.5 nữa. Nó không tốn xăng đâu mọi người ạ. Đừng, mọi người đừng có nghĩ nó tốn xăng. Người Nhật mà họ thực dụng lắm, mà họ hiểu tâm lý thị trường Việt Nam lắm.
Không ai thích xe tốn xăng cả, trừ người giàu. Đó, đây các bác nhìn từ vòng tua cho đến công tơ mét hay là tất cả các hệ thống điện đài trên xe là vẫn còn rất là tốt luôn. Điều hòa tự động hai vùng, lấy số thể thao, đèn tự động, gạt mưa tự động, rất là nhiều thứ. Rồi, xin phép các bác nha.